Em kính chào các cụ các bạn trong hội tiêu đứa Việt Nam. Để vậy đến trường ngày hôm nay em tự tay chế bộ da đỡ và lọc da đỡ, lọc nó trong điều hòa, lọc nó trong điều hòa tiêu đứa liên doanh 1.3. Cái công việc ngày hôm nay chủ yếu làm hai việc chính là làm cái da đỡ và cái lọc gió điều hòa, tất cả đều chế hết. Thì cái phần da đỡ thì em chế lại từ một cái vật liệu như là từ cái sổ nhựa mua loại nhỏ, tự mua trong Bixi, bởi vì chưa nó mà ngọn ở Bixi mua. Cũng chả hiểu sao là ngày hôm nay xui xẻo thế nào mà đi tìm cái đối ý thế. Đây, tên nó đây. Thật ra em bảo đối ý vì cái mép của nó có phần rìa, rìa xung quanh. Vì nó sẽ rất tốt để mình dán cái bao màu vào và ốp cái phần này vào trên mặt cửa ngoài, mặt ngoài của cửa gió trong điều hòa. Thứ hai là cái rổ nhựa này, cái phần gần mép nó có tạo thành cái rãnh. Cái rãnh này rất hay là nó tạo điều kiện cho mình chế nó thành cái khe trượt cho cái lọc gió điều hòa. Đấy, như đây em đã rạch hai bên chưa ra. Thì sau đó em cắt đôi này, cắt đôi cái rổ ra nguyên bản này, em cắt đôi ra vì cái khoảng không bên trong không rộng. Chế tạo con này thì đơn giản thôi, dùng mỗi con thế này, dùng mỗi con dao dọc đấy người cào và cắt một lúc có xong. Thì phần thứ hai là cái lọc gió điều hòa trong, lọc gió trong điều hòa. Thì cái này thì là em chế lại từ cái lọc gió điều hòa gia đình này, cái nhựa này sợi giấy trong đó mình ghi mà đỏ. Biofilter đo kích thước thì em đã chế được cái lọc hai lớp lưới lọc. Em lấy được cả cái vị trí cái nạnh này để làm cái hãm thì mình nhét lọc gió vào trong khe, và hai cái lớp này được gắn keo AB, keo AB hoặc các cụ chế tạo thì có thể gắn keo 52 cũng ok, nghĩa là nó dính vào nhau. Đấy, xong xuôi là như này. Thì khi lắp vào trong cái giá thì nó sẽ như này. Lọc vào da nó sẽ cái ngạnh nó sẽ chạm xuống dưới này. Đấy, hay nó sẽ vừa khít này. Cái giá của mình nó nằm ở xiên như này. Tưởng tượng là mình tưởng tượng đây là cái cửa gió của điều hòa, thì cái này nó sẽ dán chặt lên trên đây cái cửa hút gió trong điều hòa, thì mình sẽ dán chặt lên trên đây. Đó là nó có được
lấy ra như này và đóng vào như này. Đẹp đẹp. Đấy. Tôi cũng chú ý là ở cái rổ này hai cái nẹp hai bên này. Sau khi cắt ra thì dán vào trong này. Đây. Dán vào trong này. Đấy. Dán trong này thì nó tạo thành cái dây trượt cho cái phim lọc. Rất đơn giản nhưng mà tác dụng rất tốt, thì các cụ cứ thử mở cái điều hòa của các cụ ra sau một mùa hè thì sẽ thấy nó sẽ lọc nó chết bao nhiêu bụi, thì ở ô tô nó sẽ chưa được thế thôi, không khác gì mấy. Do bây giờ cũng khá muộn rồi, hơn 11 giờ nên em cũng không thử lắp vào. Mai em sẽ có clip lắp vào xe cho các cụ xem hiệu quả như thế nào và nó có hoạt động ổn được hay không. Rồi, xin chào các cụ.